chào quý vị, Nhã Phương rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cà Phê Tech. Và nếu như quý vị thường xuyên cập nhật tin tức thì quý vị cũng biết được rằng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 mà nhiều người kinh doanh đã trở nên khó khăn, đình trệ và thậm chí là đóng cửa vì chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên. Thế nhưng, hình thức kinh doanh online đã và đang phát triển trong thời gian vừa qua lại có đất dụng võ, đã tạo ra một cơ hội cũng như là một bước ngoặt mới đối với những người trong kinh doanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về hình thức kinh doanh online này. Hai vị khách mời này đến từ công ty Oriflame Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo chân Nhã Phương nhé. Nguyễn Hải nè, tại vì em biết anh là luôn luôn giữ vị trí số 1 ở Oriflame tại Việt Nam. Vậy thì cái duyên cớ nào đã đưa anh đến với thương hiệu này ạ? Chuyện là 17 năm về trước á, là lúc hai vợ chồng anh lấy nhau thì anh đi tìm một công việc cho bà xã anh. Nhưng mà sau khi mà làm việc á thì bà xã anh không có rành về cái công nghệ thông tin đồ này kia đó, thì mới nhờ anh hỗ trợ giùm. Thật ra thông qua những cái việc mà anh hỗ trợ đó, cái từ từ anh tìm hiểu, anh làm cái từ cái anh thích công việc này, hồi nào anh cũng chẳng hay nữa. Anh còn nhớ đó là giai đoạn 2015-2016 thì bà xã anh có nói một cái câu anh ấn tượng qua, là Bill Gates có nói một cái câu á, là nếu mà thời buổi kinh doanh 4.0 mà ai mà không làm online thì tốt nhất là đừng nên kinh doanh gì cả. Thì bà xã anh nói với anh về câu đó, cái anh mới nói anh nghĩ cũng đúng, và với cái kiến thức của anh đã học được từ ở Đại học Bách Khoa, anh mới áp dụng vào công việc này, anh viết ra một cái quy trình làm việc online. Hiện tại là em thấy là sinh viên cũng kinh doanh nè, thậm chí là các bà nội trợ cũng rất là nhiều người kinh doanh online. Vậy thì theo anh chị thì tại sao cái ngành kinh doanh online này lại được nhiều người lựa chọn như vậy? Theo chị á, là cái hình thức kinh doanh online mà được chuộng giống như ngày hôm nay á, bởi vì nó rất là đơn giản, mình không có cần phải đầu tư cửa hàng, văn phòng, hoặc là mình không cần phải nhập hàng, trữ hàng. Đó thì cái mình chỉ cần phân phối qua cái hình thức kinh doanh online thì nó rất là tiện. Với lại ngoài ra nữa thì chị giống như chị đi, bản thân chị đi, chị chọn hình thức kinh doanh online bởi vì chị có thời gian để chăm con cho chị, con con cái mình. Oriflame hiện tại là khi mà các anh chị tham gia vào Oriflame á, hoàn toàn mình không có đóng phí và được hướng dẫn đào tạo, học việc, làm việc một cách rất là logic và phát triển công việc này. Như chị chia sẻ vậy thì cái khi mà chúng ta kinh doanh thông minh như thế thì mà tình hình dịch bệnh đang như hiện tại thì các ngành nghề kinh doanh đang khó khăn, em không biết là có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của mình không anh Hải ha? Cái dịch bệnh corona thì nó ảnh hưởng đến Việt Nam nói riêng cũng như là trên toàn thế giới nói chung á. Thì thật sự rằng là những cái người mà họ kinh doanh họ gặp rất là nhiều những cái khó khăn cũng như là những cái rủi ro mà cái dịch bệnh này nó đã tạo ra. Thật ra đối với lại cái việc làm online của anh với Oriflame thì thật sự rằng là bao nhiêu năm nay rồi thì bây giờ anh mới thấy rằng là cái công việc làm online nó thuận lợi như thế nào. Mình chỉ cần có một cái máy tính, một cái tai nghe, một cái đường truyền internet, mình có thể ngồi tại nhà, ngồi quán cà phê, hay là ngồi ở trường học, bệnh viện, ngồi ở bất cứ nơi đâu là mình đều có thể làm việc được online hết. Và cái việc làm online thì nó được một cái là nó đỡ tránh cái việc mà tiếp xúc gần. Thành ra nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc mà lây nhiễm rồi này kia khi mà cái dịch bệnh này nó đang phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. So với kinh doanh truyền thống thì Quỳnh Anh thấy cái kinh doanh online này thật sự rất là tuyệt vời. Tại vì Quỳnh Anh thấy được là mình sẽ tiếp cận được rất là nhiều người trên lãnh thổ Việt Nam. Cái đơn hàng của mình hay là cái việc mà giao nhận hàng hóa thật sự rất là nhanh, và mình không cần vận chuyển đi lại, và mình có thể ở nhà và mình có thể là mình đặt hàng đó, và trên trang web thì mình sẽ vận chuyển tại nhà luôn. Cái điều thứ hai là chúng ta có thể là mình ngồi ở nhà và mình cũng có thể kiếm thêm thu nhập từ cái kinh doanh online. Về cái thứ ba có thể là Quỳnh Anh thấy được là một điều đó là thời buổi cái dịch bệnh như ngày hôm nay thì thật sự là rất là nhiều người hạn chế đi lại và tụ tập đông người, thì bây giờ chúng ta chỉ chọn phương pháp mà kinh doanh online như thế này thì rất là hiệu quả và chúng ta sẽ tránh được cái dịch bệnh xảy ra. Trước kia thì chị là một người phụ nữ rất là bình thường, cũng chẳng có kinh nghiệm, có kiến thức, nhưng mà sau khi biết đến Oriflame thì cuộc sống của chị nó thay đổi rất là nhiều, sự hoàn thiện về bản thân, không phải là chỉ có thu nhập không mà mình còn được học hỏi rất là nhiều kiến thức, mình biết là nuôi con khỏe nè, biết dạy con ngoan nè.
thân mến, dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra đã làm đảo lộn các kế hoạch kinh doanh. Vì thế mà hình thức kinh doanh online đang trở thành xu hướng và cũng là cứu cánh cho những người kinh doanh hiện tại. Phương pháp bán hàng online đã đem lại lợi ích cho cả người bán và người mua bởi vì phương pháp thanh toán linh hoạt và lựa chọn sản phẩm rất là linh động. Và đặc biệt là khi chúng ta tiến hành mua hàng online thì chúng ta lại giảm được tiếp xúc nơi đông người, và đây chính là phương pháp tối ưu trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Và hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện với những vị khách mời đến từ Oriflame Việt Nam thì quý vị đã có cái nhìn tổng quan về hình thức kinh doanh online và đặc biệt là cách thức kinh doanh của Oriflame Việt Nam. Còn đối với những bạn muốn kinh doanh online thì Nhã Phương tin chắc rằng Oriflame chính là nơi để các bạn có thể là học hỏi cũng như là nơi để các bạn trải nghiệm hình thức kinh doanh online theo xu hướng thời đại mới.